Ủy ban dân tỉnh Điện Biên. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lưu Thị Toàn, đại diện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Bình Lai lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất.